Đường Hàm Kiệm, Tiến Thành, đoạn từ quốc lộ 1A đến đường đội tuyển 719B, Phan Thiết, kê gà, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tháng 6 năm 2020. Tuyến đường này kết nối huyện Hàm Thuận Nam với thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 7,7 km, được khởi công vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Chủ đầu tư dự án này là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận. Đại diện chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 515. Điểm đầu của dự án này nằm tại quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều rộng nền đường 37m, chiều rộng mặt đường mỗi bên 8m, giải phân cách giữa 9m, lề đường mỗi bên 6m với tổng vốn đầu tư khoảng 419 tỷ đồng. Tuy đã thành hình, song trên tuyến hiện nay còn khá nhiều chỗ chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, khiến toàn tuyến hiện cũng chưa được kết nối hoàn toàn. Điểm cuối của tuyến đường này nằm giao với đường tỉnh 719B, Phan Thiết, Kê Gà. Đường Phan Thiết, Kê Gà là một trong những dự án hạ tầng cũng đang được thi công của tỉnh Bình Thuận, có chiều dài khoảng 26 km, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 515 cũng đồng thời là đơn vị thi công của dự án này. Tuyến đường này khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện vận hành vào các khu du lịch từ thị xã La Di đoạn đường tỉnh 719 tới thành phố Phan Thiết. Đặc biệt là các dự án quy mô lớn đang triển khai xây dựng, kết nối trực tiếp với tuyến đường này, đơn cử như Nova Un Phan Thiết của tập đoàn Novaland tại xã Tiến Thành.